cao đường gió hả ba? Dớt dớt. Dớt 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 đó. Đặt con lại, con lấy cái cùn kia đi nối ra cái cùn này, hai cùn dài luôn con. Gì ba? Con cắt cái sợi dây của cái cùn đó đó. Không biết cắt đâu. Ồ, bay cao quá. Bay bay cao con gió kìa. Ừ, dớt dớt. À, đã quá. Dớt 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 dớt. Nhìn 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 con diều kìa Bảo. Rồi quá cao rồi. Đã không? Dạ. Dạ không? Vui không? Dạ vui. Nào nó dây thẳng con cứ ra từ 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 coi. Quá cao luôn rồi. Hồi gom dây vô đã luôn. Hai con. Đã luôn. Ê, đã không Bảo, đã không? Dạ. Nó lên rồi mình cứ căng dây rồi. Wow.